Vụ hành này, gia đình chị Sang trồng một sào hành tím. Từ nguồn kinh phí của chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Lý Sơn đã hỗ trợ cho gia đình chị 1,5 tạ hành giống. Với giá hành giống trên thị trường hiện nay khoảng 35.000 đồng đến 40.000 đồng một ký, thì gia đình chị Sang tiết kiệm được khoảng 6 triệu đồng. Giống nhà nước cho thì trồng nó đương nhiên nó phí đột hơn là giống mình xong loại. Còn nó sẽ giảm bớt cái chi phí cho mình, nó cũng như giúp cho em là cũng như là thoát nghèo vậy đó. Năm ngoái, gia đình ông Hòa được hỗ trợ 1,5 tạ hành giống. Nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh, nước tưới đầy đủ nên hành cho củ to, đạt năng suất cao. Chỉ sau 2 tháng trồng, gia đình ông đã thu hoạch được 5 tạ hành tím. Sau khi trừ chi phí và công chăm sóc, ông Hòa thu lãi được khoảng 12 triệu đồng. Nhờ cái hàng mà nhà nước quan tâm cho thì tôi cũng làm được phấn khởi. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, trong 2 năm qua, huyện Lý Sơn đã phân bổ hơn 3,8 tỷ đồng để hỗ trợ gần 39 tấn hành giống cho 254 hộ dân triển khai trên diện tích hơn 16 hectare. Qua đó giúp cho hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Mô hình trồng hành tím thì cái mô hình này nó dễ thực hiện đối với người dân. Thứ nhất là về cái mức đầu tư nó đơn giản, người dân đã thực hiện rất nhiều năm đã hiệu quả. Cái thứ hai là đối với cái mô hình này thì người nghèo với cái điều kiện kinh tế họ thấp, họ vẫn đầu tư để họ thực hiện. Cái thứ ba là đối với cái mô hình thì người dân